Bạn đang có kế hoạch đi Trung Quốc nhưng chưa biết cách xin visa du lịch như thế nào? Hôm nay, Lữ Hành Việt Nam sẽ hướng dẫn thủ tục làm visa du lịch Trung Quốc đơn giản, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Hồ sơ xin visa du lịch Trung Quốc bao gồm tờ khai xin cấp visa Trung Quốc theo mẫu quy định của Đại sứ quán, bản gốc hộ chiếu còn thời hạn tối thiểu 6 tháng, hộ chiếu photo, hai ảnh 4x6, ảnh chụp nền trắng, mặt nhìn thẳng, bản copy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu nếu xin visa cho trẻ em đi du lịch cùng, xác nhận đặt vé máy bay hoặc ô tô 2 chiều, xác nhận đặt khách sạn, xác nhận việc làm với các trường hợp đi Trung Quốc lần đầu sinh năm 1990 trở lại đây. Quy trình làm visa Trung Quốc trọn gói. Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ visa, tư vấn, đánh giá tổng quan hồ sơ. Bước 2. Ký hợp đồng dịch vụ, nhận hồ sơ và các giấy tờ cần thiết. Bước 3. Đặt lịch hẹn nộp hồ sơ và làm các bước dịch thuật, hoàn thiện hồ sơ nộp. Bước 4. Hướng dẫn khách hàng phỏng vấn hoặc đến trung tâm lấy dấu vân tay. Bước 5. Theo dõi hồ sơ, thông báo kết quả hồ sơ và nhận kết quả. Bước 6. Trả kết quả visa tận nơi. Với dịch vụ visa chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả của chúng tôi, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mọi thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho chuyến đi của mình.